Xin chào tất cả mọi người. Hoa Đa Bơ và Tường Mập xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Ngôi Sao Tình Yêu. Ngôi Sao Tình Yêu. Bao cao su Time Top mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top mỏng hơn để gần nhau hơn. Và ngày hôm nay đến với chương trình này sẽ là một chàng trai vừa cao to vừa vạm vỡ, có một cái lối thời trang rất là đặc biệt luôn đó. Đâu, giới thiệu với mọi người đi nào. Và kính thưa mọi người, sau đây sẽ là phần xuất hiện của bạn Đỗ Công Tuấn. Xin chào mọi người, mình tên là Công Tuấn. Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm tư của trường kinh tế. Mọi người xung quanh Tuấn thì người ta nhìn vào là hình như anh này có một chút lạnh lùng, một chút gọi là khuôn ngầu, làm cho mình cảm thấy sợ. Nhưng mà thực ra thì mình dễ gần lắm. Trong chuyện tình cảm thì mình nghĩ là hai người nên hòa hợp với nhau để cùng tìm quan điểm chung, tìm một con đường chung để cho tình yêu của mình gọi là sự trải nghiệm nó tuyệt vời hơn, thoải mái hơn. Nói về mẫu người yêu lý tưởng của mình thì mình chẳng có lý tưởng hay là chẳng có một gu gì cả. Tại vì khi mà mình gặp một cái người yêu của mình, họ tới với mình, thật ra là những chỉ tiêu hay là những cái mà đặt ra cho mình ấy, nó tan biến hết rồi, chỉ cần rung động trước người đó là được. Trong chương trình Ngôi Sao Tình Yêu này thì Tuấn có lời động viên tới 5 cô gái là hãy tự tin, vui vẻ và đặc biệt là hãy vui đi, cứ vui đi. Không cần quan tâm là sau chương trình này mình sẽ là ai, nhưng mà chắc chắn một điều thì sau chương trình này mình có thể là bạn với nhau, đi chơi hoặc là đi uống gì đó. Chào Tuấn. Chào anh. Trời đẹp trai mà, bình thường mà, đẹp mà. Thì đó, ý là em nói đặc biệt. Ôi, đẹp trai vậy chắc là nhiều cô mê mệt lắm đúng không? Người ta thường nói là đẹp trai thì mới có người để yêu, nhưng mà mấy bạn gái nhìn vào là hình như anh này đẹp trai quá, có người yêu rồi. Bị hiểu lầm rồi, đúng không? Ừ. Vậy trước giờ là chưa có cô gái nào hả? Trước đây thì em quen được 2 cô gái. Lý do vì sao mình không có đồng hành chung với nhau nữa? Một mối tình thì gọi là mối tình đẹp nhất là thời học sinh, cấp 3. Và còn một mối tình thì là mối tình đại học. Thì bọn em chia tay không phải là vì hết thương nhau, chẳng qua là tại vì khi mà yêu bây giờ ấy, em chưa có gì trong tay cả. Chưa có một cái gì gọi là mình có thể bảo vệ, che chở cho người mình yêu. Thì em cảm thấy là bây giờ mình chưa quen ai cả, thì mình dành cái thời gian đó, mình cố gắng lập nghiệp, tìm một cái gì đó chắc chắn về sau, rồi mình sẽ đem hạnh phúc cho người con gái mà tới với mình. Ý là muốn có một nền tảng vững chắc để không phải là để người yêu của mình thiệt thòi. Quá tốt, người đàn ông rất là chu đáo. Tuấn dù trẻ tuổi nhưng suy nghĩ rất là chững chạc. Bên cạnh đó là tôi thích cái sự tiên tiến của bạn ha. Không có đổ thừa vì lý do gì hết trơn á. Chẳng qua là người ta không muốn tìm cách để níu kéo hay kéo dài cái hạnh phúc của mình thôi. Dạ đúng rồi. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Chà, sao bữa nay anh có cảm giác lạ lạ em nha. Giác quan thứ 6 mách bảo anh là bạn nam chính sẽ phải rung rinh vì nhiều cô gái lắm chứ phải một đâu. Wow, em hy vọng là cái cảm giác của anh nó sẽ đúng. Đầu tiên là cô nàng ở vị trí số 1 rất cao, Huyền Châu, chào bạn. Dạ, xin chào hai MC và xin chào tất cả các khán giả có mặt tại trường quay cũng như tất cả các bạn đang xem chương trình Ngôi Sao Tình Yêu ạ. Em tên là Trần Hồ Huyền Châu. Năm nay em 20 tuổi, công việc hiện tại của em là ca sĩ phòng trà. Em xin gửi tặng cho bạn nam ca khúc của Ami ạ. Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé. Vui thôi đừng vui quá, con về với em. Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tít tóc mà sao anh chưa về. Cưng ha, đúng là ca sĩ luôn, ngọt ngào dễ thương, nhẹ nhàng, cũng khá tinh tế khi lựa bài này. Cho Tuấn hỏi là khi bạn đi hát như thế thì bạn cảm thấy là hạnh phúc vì cái điều mình làm không? Có chứ, rất là hạnh phúc luôn, tại vì được làm vì đam mê của mình. Có nhiều khi mình làm vì đam mê cũng không có lấy cách xê nữa bạn. Mình nghĩ bạn thực sự là một người con gái gọi là yêu cái ước mơ hoài bão của mình. Và Tuấn cực kỳ thích những cái người con gái là dám đi, dám làm và dám thể hiện nó.
Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bạn gái ở cánh sau thứ hai, đó là bạn Ravi. Xin chào Vi. Dạ, em chào anh Hoàng và chị Tuyền ạ. Em xin phép được chào mọi người hiện nay có mặt ở trường quay. Em chào anh Tuấn ạ. Chào bạn. Năm nay là em vừa 18 tuổi. Wow. Em tròn 18 nha. Dạ, quê em ở Đồng Nai. Thì hiện tại là em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em ngoài việc học ra thì em còn làm mẫu ảnh với diễn viên tự do. Rồi em còn đi hát acoustic nữa. Em xin hát gửi cho anh Tuấn một bài nha. Dạ. Bài cầu hôn của Văn Mai Hương. Trời ơi, ghê không? Quá dữ rồi. Anh Tuấn. Dạ. Anh lấy em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em say đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh lấy em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Sắc chưa? Đúng là đam mê ca hát có khác mà. Rất tốt. Em mới 18 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chắc là đang học. Dạ. Em học trường gì? Em đang học trường Nguyễn An Ninh. Ồ. Ở quận 5 ạ. Dạ. À. Ủa trường cấp cấp 3. Cấp 3. Dạ, dạ đúng rồi. Bà. Wow. Em sắp ra trường rồi. Ừ, lớp 12 á, năm cuối á. Wow. Tính là nó 18 tuổi đó. Em có một cái khác với tất cả các bạn hiện giờ là em đã ra tự lập rồi. À, thế. Dạ. Thế thì dạ, em tự lo cuộc sống của mình. Ừ, sau khi học 12 xong ấy, tốt nghiệp xong 12 thì dự định của em có nghĩa là em đi hát hay là đi làm mẫu ảnh hay là em học một chọn một ngôi trường đại học nào đó để em thể hiện bản thân mình rồi sau đó mình mới nuôi ước mơ của mình hay là sao? Dạ tất nhiên thì em vẫn tiếp tục con đường học của mình chứ. Ừ đúng rồi đấy. Dạ đúng rồi. Thì những cái con đường mà đam mê riêng của mình thì mình sẽ tập luyện thêm, trau dồi thêm. Dạ. À, cố lên nhé. Dạ. Còn ngay sau đây sẽ là cô gái thứ ba. Hà My. Xin chào Hà My. Dạ em chào chị Tuyền và anh Hoàng rapper và các khán giả đang ngồi tại trường quay và chào anh Tuấn. My cầm cây đàn chi vậy? Dạ em định hát một bài tặng cho anh Tuấn. I'm not a kind of girl who should be ruling much in it. No, no, I fell on occasion, but you. I'm not a kind of boy who should be marrying the wrong girl. I sneak in and see your friend and her snotty little family are dressed in battle, and she is jealous at the first make somewhere back. Hỏi là bạn chơi guitar được lâu chưa? Mình mới chơi lại cũng 3 tháng gần đây. Bạn có một giọng hát cực kỳ ngọt ngào. Đã thấy là bạn gái lại chơi biết chơi guitar nữa. Bạn thích những cô gái đặc biệt như vậy không? Nếu mà nói về cái từ thích ấy, những cô gái đặc biệt thì em thích chứ. Nhưng mà để mà nói về gọi là yêu hay là muốn tìm hiểu người đó thì chắc phải cần một quá trình. Nhưng mà điều sau này thì chắc là hai đứa mình sẽ cùng chơi guitar với nhau đó. Em cũng hy vọng như vậy. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục với bạn gái đứng ở cánh sau thứ tư, đó là bạn Bảo Ngọc. Chào Ngọc. Ê, ê, cái nhân dáng này giống gì một con ca sĩ nè. Ca sĩ hả? Bảo Anh hả? Giống ai các bạn? Thấy ai Hiền Hồ à? Ừ, giống Hiền Hồ. Dạ, cảm ơn chị Tuyền ạ. Lần đầu tiên em xin gửi lời chào tới anh Hoàng, chị Tuyền, bạn Tấn cũng như là toàn thể quý vị đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay cũng như là quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ ạ.
xin được tự giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Bảo Ngọc, năm nay em 23 tuổi và em vừa hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, nghề nghiệp mà em đang tập trung hiện tại đó là người mẫu và diễn viên tự do. Hôm nay em đến đây vì tò mò một xíu, biết đâu được bạn nam đang đứng ở ngoài kia là một định mệnh đời em thì sao ạ? Đúng rồi, việc gì mình không thử đúng không nào? Dạ. Em có rất nhiều đam mê, nhưng sở trường thật sự lại là gì đây? Em tự tin nhất về phần cách quốc và tạo hình. Em xin được pose dáng. Chuẩn quá kìa, dễ đẹp đấy. Có tim luôn, ôi. Đầu tiên thì khi mà mình nhìn thấy bạn á, mình cực kỳ ấn tượng. Đúng là như anh Hoàng nói là bạn giống nữ ca sĩ Tiền Hồ. Dạ. Và mình thấy bạn ở trong bóng tối thôi, nhìn thấy cái hình dáng, cái con người của bạn, bạn là một người cực kỳ xinh đấy. Và cái khả năng ăn nói của bạn cũng rất là tốt đấy. Dạ, cảm ơn bạn. Thì mình cũng có trao dồi một xíu về phần MC để có thể tự tin giao tiếp với mọi người hơn. Bạn đã có yêu ai chưa? Thì trước khi đến đây thì mình đã trải qua 4 mối tình rồi, 2 mối tình thời cấp 3 và 2 mối tình thời đại học. Tuy nhiên thì 3 năm rồi mình không có hẹn hò với ai cả. Và hiện tại mình vẫn đang độc thân. Chúng ta sẽ tiếp tục với bạn gái đứng ở ô thứ 5, đó là bạn Quỳnh Hoa. Dạ, em xin chào hai anh chị MC, chào khán giả đang xem chương trình và chào anh Tuấn ạ. Chào em. Năm nay em 23 tuổi và công việc hiện tại của em là diễn viên tự do ạ. Em có học trường lớp nào không nè? Dạ có, em học trường văn hóa nghệ thuật. Ôi giỏi đó, là con đang đi học đúng không nào? Hay là dạ, tốt nghiệp rồi? Dạ em còn đi học. Thần tượng của em là ai? Thần tượng của em là anh Lê Minh Hô. Bữa nay thấy Tuấn giống Lee Min Ho không? Giống Lee Min Ho không? Dạ đúng rồi, nãy giờ thấy anh đẹp trai quá. Giờ em không biết nói gì luôn. Trong đầu em chỉ có trời ơi, đẹp trai quá, ăn gì mà đẹp trai dữ vậy không biết. Để gây ấn tượng với anh thì em có chia sẻ luôn là em có một niềm đam mê rất là mãnh liệt với ca hát. Nhưng mà khả năng của em thì không có cho phép. Nhưng mà em mê hát. Dạ em hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu ạ. Em hy vọng là nơi này sẽ bắt đầu tình yêu giữa đôi ta. Trời ơi. Đấy, đó có thông điệp hẳn hoi đàng hoàng. Tớt quen nhau đã bao lâu rồi hơi đêm đêm có hay. Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Tớt quen nhau đã bao lâu rồi hơi đêm sau vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cần giá băng. Anh ơi, trái tim em đang khô cằn dữ lắm cho nên là anh hãy tưới nước để anh nhìn nó nở hoa nha anh. Tưới nước để anh nhìn nó nở hoa nha anh. Trời ơi, kiểu cô này hết sức à. Nói câu nào là mình vui câu đó luôn á. Em chắc là em thường diễn hài đúng không? Dạ, dạ đúng rồi anh. Em biết mà, tại vì miếng của em rất là chắc luôn đấy. Và cực kỳ chân thật. Thế anh muốn hỏi em là chuyện tình yêu, em đã quen được nhiều người chưa? Dạ, 23 năm nay em cằn cõi một mình vậy đó anh. Trời ơi, em muốn hộp được 23 người rồi. Trời ơi. Nhưng mà 23 năm qua là cằn cõi đó. Mà nói chuyện mặn mà hết sức à. Rất là thanh xuân và lạc quan. Thế cho Tuấn hỏi là về gọi là cái quan điểm tình yêu của bạn thì là gì? Dạ em nghĩ là chân thành là đủ. Tại vì á em hay nghe những đứa bạn của em nó cứ trời thất tình này kia nọ, yêu đương mệt mỏi. Thì em nghĩ là yêu nhau mình nên chân thành, mình đừng nên gian dối nhau là được, đừng nên lừa nhau là được. Cảm ơn em. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Ngôi
Ngôi sao tình yêu đang quay trở lại với một vòng rất là hấp dẫn, bởi vì vòng xoay may mắn sẽ ngẫu nhiên chọn ra một trong năm cô gái đang đứng tại vị trí cánh sao của ngôi sao tình yêu để hiện diện ngay ánh sáng. Và trong ánh sáng đó, cô ấy sẽ cố gắng tận dụng 3 phút để chinh phục trái tim của bạn Công Tuấn. Nào, ngôi sao tình yêu xoay đi nào. Ai chắc chắn cũng sẽ rất xinh, nhưng quan trọng ai mới là người hợp với Công Tuấn. Sự ngẫu nhiên này chúng ta không thể đoán trước được. Ai đây? Cô nàng nào đây? Qua đây chị số 5 luôn. Ánh sáng đã dừng lại ở vị trí số 5. Xin chào, xinh quá. Dạ, em chào ạ. Dễ thương lắm chứ bộ. Tự tin lắm nè. Anh Tuấn ơi, tuy là em chưa có kinh nghiệm yêu đương bao giờ, có lúc thì em nghĩ là chưa có kinh nghiệm nên là hơi trẻ con, hơi con nít trong tình yêu á. Em nghĩ là anh sẽ cùng em trải nghiệm cái sự con nít đó và làm em chín chắn hơn. Em run quá, em thấy ảnh đẹp trai quá, em run quá. Đúng rồi, hồi nãy người ta tắt đèn, người ta còn đẹp trai, người ta còn run mà. Em thì ít nói lắm, với lại ít chia sẻ lắm. Nhưng mà nếu như mà anh chịu chia sẻ từng việc một với em, vui có, buồn có. Ví dụ như hôm nay anh đi làm, anh có việc này, anh có cái kia, anh kể cho em thì em sẽ mở lòng ra là cái gì em cũng nói cho anh biết hết. Và bây giờ, khán giả ơi, chúng ta hãy cầm điện thoại lên và đặt biệt danh, tên gọi nào đó khi chúng ta cảm nhận về bạn Quỳnh Hoa nha. Bên cạnh đó là bạn Công Tuấn cũng sẽ đặt biệt danh đền tặng cho Quỳnh Hoa với những cảm nhận của riêng mình. Hoa gì đây? Hoa hớn hở ha. Lúc nào cũng vui tươi lạc quan, dễ thương đáng yêu. Hoa hiền hòa. Hoa háo hức, hoa hậm hực. Hoa hồi hộp. Ngôi sao tình yêu. Hoa ơi, chuẩn bị lắng nghe những tên gọi dành tặng cho em nha. Dạ. Và không biết là hoa gì đây, xin mời quý vị. Tên gọi đầu tiên là trời ơi, hay thiệt chứ, chơi chữ hay thật, kim thạch. Đời Tuấn nở hoa. Phần quan trọng nhất đó là ánh nhìn của Tuấn với Hoa. Tên gọi gì đây? Tuấn đặt tên gì đây? Hợp lý. Hoa hài hước. Hoa hài hước, rất là hài hước, duyên dáng, dễ thương. Và bây giờ sẽ là những lời tư vấn của khán giả dành tặng cho Công Tuấn. Chúng ta có nên trao cơ hội bước vào vòng trong cho bạn Quỳnh Hoa hay không? Xin mời quý vị, chúng ta cầm điện thoại lên, chọn có hay không. Tỷ lệ phần trăm như sau. Dạ. Mặc dù hơi hài hước, duyên dáng, dễ thương. Dạ. Thì cũng nhận được 25%. Bạn có cảm thấy buồn vì con số hơi ít này không? Dạ, cũng buồn chút chút anh, nhưng mà được nói chuyện với anh Tuấn là được rồi. Cái số lượng phần trăm này không có nói nên là mình tốt hay là mình xấu nha. Dạ. Chỉ là hợp hay không hợp thôi. Dạ. Thì mọi người thấy là bạn có 25% không hợp và 75% ủng hộ bạn là hợp. Em cảm ơn ạ. Hết buồn chưa? Dạ hết rồi anh, quan trọng mà đợi anh Tuấn nữa. Tuấn trả lời bằng tin nhắn gửi cho ngôi sao tình yêu nha. Có hay không thôi, quan trọng lắm nha. Khúc này hồi hộp lắm, khúc này đó. Lấn cấn chỗ này nè. Bạn còn rất nhiều sự lựa chọn khác, là bốn cô gái còn lại ai cũng tài năng hết. Dạ. Nhưng cô nàng này mang lại cho mình nhiều nụ cười nhất từ trước đến giờ. Kết quả của Tuấn dành cho câu trả lời đó là Quỳnh Hoa sẽ như thế nào đây? Câu trả lời là gì ạ? Là không. Con bé nó dễ thương như thế cơ mà. Trời ơi, nó tinh khôi tinh khiết như thế cơ mà. Giải thích đi lý do vì sao vậy. Đầu tiên thì Tuấn muốn gọi là xin lỗi Hoa. Lý do mà tại vì Tuấn không chọn, không phải là Hoa không xinh, không phải là Hoa không tài năng,
Nhưng mà Tuấn cảm thấy là người con gái mà Tuấn mong đợi thì chưa phải là người con gái này. Nên Hoa đừng buồn, bọn mình vẫn có thể làm bạn. Và đặc biệt là nếu Hoa thích thì bọn mình sẽ xin liên hệ của nhau và hẹn gặp nhau cà phê ở gần trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Dạ. Hoa chịu không? Hoa. Dạ chịu anh. Vậy thôi, không buồn nhiều ha. Sẽ còn nhiều cơ hội khác trong chuyện tình cảm sẽ đến với Hoa thôi, một cô gái rất là đáng yêu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngôi sao tình yêu. Xin mời ngôi sao tình yêu. Vòng xoay lại xoay nữa rồi. 1 nè, 2 nè, 4 nè, số 4 nè, số 2 nè. Bên đây số 2, số 3, số 4 luôn. Kìa, có số 3 kìa. Chúng ta phải tùy thuộc vào duyên trời. Ba, đây là số 3. Trời ơi, đẹp chưa? Xin chào bạn Hà Vi. Dạ, em chào hai MC và anh Tuấn và các khán giả đang ngồi tại đây. Hồi nãy em có đàn cho anh nghe bài hát và anh cũng nói anh thích đàn guitar kia đúng không? Không biết là anh có thích chia sẻ về cuộc sống của anh với người mình yêu, về chuyện công việc nè, chuyện buồn, chuyện vui không? Hay là anh thích để trong lòng, không muốn là phiền người mình yêu, hay như thế nào ạ? Nếu mà đó là người yêu của anh thì đã là người yêu rồi thì mình nên tin tưởng. Và đặc biệt mình có người yêu là để tâm sự, để chia sẻ. Dạ. Anh có thích cô gái mà giống như là trải qua nhiều khó khăn á, rồi cô ấy muốn cùng anh, nếu mà anh hiểu hoàn cảnh cho cô ấy á, thì anh có thương cô ấy nhiều hơn không? Hay là... Thì Tuấn nghĩ là như thế này, hai người đã yêu nhau rồi, tin tưởng nhau. Và đặc biệt là nếu khó khăn của người yêu mình ấy thì cũng là khó khăn của mình. Nên vì thế là người yêu của nhau thì bạn gái đó cứ chia sẻ với Tuấn đi. Nếu mà không được 10 phần thì Tuấn sẽ cố gắng ở bên cạnh người đó 8 đến 9 phần. Bản thân em là một cô gái có cá tính rất là mạnh mẽ. Thì không biết là anh có thích một mẫu người em hiện bây giờ em đứng tại đây không ạ? Thú vị mà. Thú vị mà. Rất thú vị đối với Tuấn. Tại vì khi con gái có cá tính, họ biết như thế nào. Cái cá tính đối với Tuấn ấy, nó không bao gồm là bạn phá cách hay là sôi nổi, thẳng thắn. Thì Tuấn không quan trọng vấn đề đó. Quan trọng là khi mà Tuấn gặp cái đối tượng đó, Tuấn có cảm xúc. Con tim của Tuấn nói là người này xuất hiện rồi đây. Thì mọi chỉ tiêu, mọi gu của Tuấn tan biến. Ngay sau đây sẽ là phần đặt tên. Xin mời mọi người đặt tên cho bạn Hà Vi. Thời gian đặt tên đã kết thúc. Nào Hà Vi, hãy chú ý lắng nghe những tên gọi mà mọi người dành tặng cho mình nha. Xin mời tên gọi đầu tiên. Ghê chưa? Tóc hồng mong manh. Tên gọi Công Tuấn tặng cho Hà Vi là Hà Vi mạnh mẽ. Chà, tại sao bạn đoán được hay là lý do vì sao để đặt tên này? Khi mà nghe Hà Vi chia sẻ về Tuấn cảm nhận là Vi là một người khá là mạnh mẽ trong mọi chuyện. Và giống như là không cần người bên cạnh mình vẫn có thể vượt qua được. Bạn Công Tuấn có nên trao cơ hội cho cô ấy hay không? Xin mời mọi người, khán giả sẽ cầm điện thoại lên và nhắn tin bình chọn có hoặc không. Bao nhiêu phần trăm đây? Hồi nãy nó kinh Hoa được 75% mọi người ủng hộ luôn đó. Ba, tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu đây? 60% ủng hộ bạn. Nhưng mà quan trọng là Công Tuấn á, bạn trả lời như thế nào đây? Hãy gửi thông điệp đến cho Ngôi Sao Tình Yêu. Sao đây, căng à, khó à. Bởi vì ba cô gái còn lại
vẫn còn cơ hội bởi vì cả ba đều rất xinh đẹp và tài năng. Nhưng Hà Huy có một cái nét gì đó rất riêng nha. Ngộ lắm nha, ngộ ngộ. Câu trả lời ngày hôm nay của Công Tuấn dành cho Hà Huy là... Là không. Trời ơi, thật là đáng tiếc. Mình thấy cũng hợp lắm mà ta. Sao vậy? Tuấn sợ một ngày nào đó Tuấn có thể không đồng hành hoặc là không đi cùng Hà Vi nữa. Thì Hà Vi sẽ nghĩ là tại sao hồi trước mình có một người luôn luôn bên cạnh mình, cùng mình mạnh mẽ vượt qua mọi thứ. Bây giờ người đó ở đâu mất rồi. Thì Tuấn sợ một ngày nào Tuấn rời đi và làm cho Hà Vi mất đi cái mạnh mẽ đó. Nên Tuấn đã quyết định là Tuấn không nên làm cho Hà Vi cảm thấy buồn thêm một lần nào nữa. Nên Tuấn... Ngôi sao tình yêu. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với nhiệm vụ của ngôi sao tình yêu. Xoay đi nào. Chà, cũng là rất nhiều ý kiến đưa ra. Và nhân vật nữ sẽ xuất hiện ngay sau đây, số 4. Yeah, đây rồi, người đẹp của chúng ta đây rồi. Ôi, xinh xắn quá. Chúng ta phải dành vài giây để ngắm nhìn thật kỹ bạn Bảo Ngọc. Chào Ngọc, rất đáng yêu. Chào anh ạ. Ồ, em có nụ cười rất đẹp nha Ngọc nha. Dạ, cảm ơn anh Hoàng ạ. Em có hồi hộp không? Dạ có. Dạ thôi, mình tâm sự với nhau, trò chuyện nhau tí nè. Dạ. Tóc ngắn là phong cách mà em lựa chọn hay là vì một lý do nào đó em thất tình em cắt tóc? Dạ, đây là phong cách mà em lựa chọn để muốn trải nghiệm một phong cách mới cũng như là thử xem mình có hợp hay không. Dạ Tuấn, nếu lỡ như người con gái mà đồng hành cùng Tuấn, người yêu của Tuấn vấp phải một điều gì đó mà ba mẹ cảm thấy không hài lòng, thì giữa một sự lựa chọn người yêu của mình và gia đình thì Tuấn sẽ làm như thế nào? Câu hỏi này khó đối với Tuấn đấy. Nếu mà trong trường hợp đó đứng giữa người yêu và gia đình thì Tuấn sẽ không chọn gia đình mà cũng không chọn người yêu. Tuấn sẽ dung hòa hai thứ lại với nhau, làm sao đó để hợp lý cả người yêu và cả gia đình. Mình chinh phục người ta, mình hỏi hoài vậy chị ba. Chị muốn chinh phục thì phải tìm ra những điểm mà đồng điệu với nhau và biết đâu sau những câu hỏi đó thì bạn Tuấn cũng hiểu em hơn cũng như nhưng là em chỉ có 3 phút thôi cưng à. Dạ. Rồi ok, như vậy để tìm kiếm sự đồng điệu, đặt ngược vấn đề lại, nếu như ở vị trí là em, bên tình bên hiếu em chọn bên nào? Dạ, nếu rơi vào trường hợp đó thì em cũng sẽ cùng người yêu của mình dung hòa cả hai bên để cả hai cùng chứng minh cho ba mẹ em thấy đó là tình yêu của em và bạn. Thì sẽ là một tình yêu trong sáng, tình yêu chân thật để ba mẹ thấy được cái điều đó thì có thể chấp nhận em cũng như là để cho tụi em tiếp tục với nhau. Yêu thì ai mà không ghen hen. Thì Tuấn đẹp trai vậy, vệ tinh xung quanh đầy ra, nhiều cô thích Lee Min Ho á, mấy cô mê lắm. Thì đó, có ghen không? Em nghĩ trong tình yêu điều quan trọng nhất đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Và không chỉ em thôi mà cả bạn Tuấn cũng cần có điều đó. Em tin rằng nếu như mà tụi em có cơ hội đến với nhau và bạn Tuấn dành tình cảm cho em thực sự thì bạn Tuấn sẽ biết tiết chế điều đó để em không có những cảm giác lo sợ khi mà bạn Tuấn không ở bên cạnh em. Ngược lại Tuấn lại là một người rất là ghen, mà em lại quá xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu nữa, thì làm sao để tạo niềm tin cho anh ấy? Nếu một người quá ghen thì em nghĩ là em sẽ không chịu nổi đâu. Cho nên là em hy vọng là trước khi bắt đầu một tình yêu thì chúng ta sẽ bắt đầu một tình bạn để chúng ta hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Thì điều đó cũng sẽ củng cố niềm tin cho bạn Tuấn. Và bây giờ chúng ta hãy đặt biệt danh dành cho bạn Bảo Ngọc đi nào. Ngọc sợ ghen. Không biết là Tuấn cảm nhận về Ngọc như thế nào đây, để đặt tên cho Bảo Ngọc. Thời gian đặc biệt danh đã hết, chờ đợi xem là tiếng tên gọi ấn tượng nào dành cho Bảo Ngọc đây. Xin mời. Bảo Ngọc trời cho. Trời không? Em giống như là một món quà của Thượng Đế ban xuống dành cho anh. À không, anh Tuấn. Và bây giờ sẽ là tên gọi mà bạn Tuấn dành tặng cho Bảo Ngọc. Xin mời. Ngọc thú vị. Một con nàng rất là thú vị, đúng rồi.
Và bây giờ sẽ là tỷ lệ phần trăm để tư vấn dành cho Công Tuấn. Xin mời quý vị khán giả. Đã có tín hiệu từ ngôi sao tình yêu. Tỷ lệ phần trăm tham khảo là 80% khán giả ủng hộ bạn. Trai đẹp Công Tuấn, xin mời bạn. Và bây giờ sẽ là kết quả của bạn Tuấn. Trời ơi, dành cho bạn Ngọc. Ngọc không dám nhìn luôn kìa. Là gì ạ? Ngọc tới. Chắc đây chưa là mảnh ghép phù hợp với em. Thôi thì giữa con tim và lý trí thì lần này Tuấn là chọn con tim. Lắng nghe nhịp đập của mình có bị rung động với Bảo Ngọc hay không. Rõ ràng Bảo Ngọc là một cô gái rất tốt, rất đẹp. Nhưng mà quan trọng là cái trái tim mình có rung động hay không. Cũng là chứng tỏ là Tuấn không phải là một người dễ bị say nắng đúng không? Dạ đúng rồi. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Tiếp tục đi nào. 1 hay 2. Bạn lưu ý, chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ cô nàng với số thứ tự là số 4. Nếu như bạn tiếp tục nói không với cô số 4 thì nghiễm nhiên cô gái cuối cùng mà mình không đưa ra cơ hội dành cho cô ấy sẽ được bước xuống đây và bước vào vòng trong. Nghiễm nhiên sẽ đi thẳng vào vòng trong và không cần phải giao lưu trực tuyến nữa. Kết quả là số 2. Xin chào Gia Vi. Từ lúc mà em sinh ra tới bây giờ á, thì em là một người khá là trầm tính. Em thích sự nhẹ nhàng cho nên em chưa bao giờ là biết tỏ tình hay là ngỏ lời một ai. Chưa bao giờ, nên là hầu như các mối quan hệ trước đều là người khác cua xong người khác đi luôn. Chị luôn hả? Em bị dẫn dắt hả? Mình phải làm chủ cuộc sống của mình chứ. Anh Tuấn nhìn em ngại quá. Ta đẹp quá hả? Nhìn ngại hả? Không có, tại vì em thì em không có giỏi đối mặt ai á. À vậy hả? Anh Tuấn, anh mối quan hệ mà cái khoảng thời gian lâu nhất của anh mà anh quen một người là bao lâu? 3 năm. 3 năm. Còn em? Em thì chỉ có nửa năm là lâu nhất. Tại sao chia tay? Tại vì người ta cưới chồng. Người ta cưới chồng. Người ta cưới chồng. Từ từ. Khoan, khoan, cấn nha. Ê, người yêu cũ em lấy chồng. Ê, ô. Tôi nghe lầm không ta? Hay là ram lỏng nhớ hả? Em là con gái, em người yêu cũ em là con trai. Rồi người yêu cũ em đã đi lấy chồng bỏ em lại. Ủa là sao? Mà chồng người yêu cũ em là giới tính nào nữa? Thì là bạn đó lưỡng tính đó anh. À. Chứ em là em thẳng 100%, nên là mọi người đừng nghĩ nhiều. Em là gái thẳng, đúng không nào? Trời, rồi người ta quen sau lưng em hay là chia tay rồi mới đi lấy chồng? Có nghĩa là em nghĩ là chắc là trong lúc mà đang quen người đó em không hề biết. Thì bạn của người yêu cũ em nửa đêm nhắn tin kể cho em nghe hết mọi sự thật thì em mới biết. Nhưng lúc đó thì hai đứa đã cãi lộn chia tay rồi, nhưng mà chỉ là em chưa biết được lý do thôi. Và bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta đặt nickname cho bạn ấy. Mời tất cả quý vị. Xin mời mọi người đặt biệt danh dành cho bạn Gia Vi. Chuẩn bị. Và thời gian sắp hết. Tên gọi nào ấn tượng dành cho Gia Vi đây? Đã hết thời gian đặt tên. Và bây giờ chúng ta hãy đến với tên gọi đầu tiên dành cho Gia Vi. Tên gọi đầu tiên là Vi Bình Phong. Bình Phong là một cái tấm bình phong á, che đi, nó rất là đẹp. Thì mọi người chắc là đặt cái hình tượng này á để thay cho cái lớp áo giáp bên ngoài của em đang mặc á. Chúng ta đến với tên gọi mà do chính bạn Công Tuấn dành tặng cho Gia Vi. Tên gọi biệt danh đó là Z
Gia Vi bí ẩn. Một cái sự tò mò thắc mắc khiến cho tất cả chàng trai đều phải muốn giải đáp khi tiếp xúc với Gia Vi. Và bây giờ sẽ là giây phút chúng ta nhận được tỷ lệ phần trăm tư vấn đến từ hàng ghế khán giả cho ngôi sao tình yêu, biết rằng là có nên trao cơ hội cho Gia Vi hay không. Và tỷ lệ phần trăm để tham khảo là bao nhiêu đây? Tám mươi phần trăm khán giả ủng hộ bạn. Một tín hiệu đáng mừng đầu tiên thôi, nhưng mà đừng chủ quan, quan trọng là quyết định của bạn Công Tuấn. Mời Tuấn trả lời đi ạ. Nhắn tin cho ngôi sao tình yêu. Câu trả lời sẽ được gửi đi trong 5 giây nữa. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Xin mời. Rồi. Tôi cũng hẹm rung nữa rồi. Câu trả lời là Công Tuấn nói câu. Ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu, hãy đến với ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu đang quay trở lại và bây giờ sẽ là phần tiếp theo. Đó chính là giây phút để cho bạn Công Tuấn cùng với sự lựa chọn của mình cũng như là cơ hội mới dành cho cô gái ấy vượt qua các vòng thử thách. Xin được chào đón Huyền Châu. Chào Châu, ôi xinh xắn quá. Chúng ta sẽ có độ ăn ý và hợp nhau như thế nào khi trải qua các vòng thử thách? Chúng tôi sẽ tặng cho các bạn 3 triệu đồng vào tài khoản của Ngôi sao tình yêu. Và bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên. Nội dung thử thách đầu tiên như sau. Hai bạn đang đi chơi với nhau thì gặp chủ nợ của bạn trai. Bạn trai sẽ làm gì? À chà. À. Thú nhận và vay tiền người yêu để trả cho chủ nợ. Mạnh dạn đấy chứ. Hay ha. Ở đây đẹp nha em nhỉ. Lần đầu tiên anh tới đây luôn. Cũng lần đầu tiên mà anh với em đi ở đây đấy. Mà anh muốn hỏi em này. Thí dụ nhá, nếu một ngày nào đó mà anh thiếu tiền đi, anh vay tiền ai đó đi, thì em có sẵn sàng cho anh mượn tiền không? Có, nếu trong khả năng của em sẽ giúp anh. Thật á? Anh nói vu vơ thế thôi chứ anh làm gì có tiền ai. Ê! Em ơi, không ấy, mình đi về em ơi. Đi đâu đứng lại đây? Đứng lại. Có chuyện gì vậy chị? Mấy đứa bay đứng sau chị rồi. Ê! Đứng im đó. Nhắc bánh bèo bên kia. Không sao đâu em. Sao gì? Sao cơ? Thiếu tiền chị rồi đứng trốn hả? Quen bạn gái. Ê! Nhìn ngó bốn mắt nhìn nhà cũng chi tức có tiền mày. Sao? Chừng nào trả chị? Từ từ em tí, đang đi với người yêu. Gì? À! Em có cách. Có cách hả? Đợi em một chút rồi. Chị hiểu ý mày. Đứng sao mà được nha. Chuyện là như thế này. Cái hôm mà anh tai nạn xe ở trong rồi các anh thiếu tiền, các anh đi vay tiền, thì hôm nay anh mượn tiền em để trả cho người đó, em đồng ý không? Anh nhìn thẳng vô mặt em nè. Anh nhìn nè. Anh có yêu em không? Anh yêu em mắt ngát trời xanh. Anh có đang nói thật không? Thật chứ. Tin anh đi, cho anh mượn tiền đi. Khi nào anh cưới em trả. Em không cần biết là lúc này anh khó khăn hay là anh như thế nào, nhưng em vẫn sẽ giúp anh và trả tiền cho anh. Em anh chỉ quan trọng cho việc như vậy thôi hả? À không, anh là anh yêu em thật. Anh yêu em thật đúng không? Đúng. Bây giờ em sẽ trả tiền cho anh và em với anh sẽ củng cố lại tình cảm của mình. Và em sẽ cho anh suy nghĩ, nếu như anh thật lòng thương em thì... Anh đồng ý. Không em cần. Thấy chưa? Trả tiền liền. Và bây giờ sẽ là phương án B. B là cách gì đây? B. Cãi bay cãi biến.
Chừng nào mày trả tao, mày mượn tiền mày trả đi chứ. Em, anh không bao giờ mượn tiền của ta. Em nghĩ sao? Anh mặc như thế nào anh phải mượn tiền người ta à? Đúng không? Em tin anh không? Tin không? Tin không? Anh là người yêu của em thì tất nhiên em phải tin anh rồi. Đúng. Nhưng mà em không hề mượn tiền luôn. Em không thể nghe từ một phía. Này, em người yêu của anh em phải nghe anh chứ. Đừng nghe thằng mập đó. Được không? Đừng bao giờ nghe nó. Nó nói gì em cũng đừng nghe luôn. Gái 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 gái. Mình là phụ nữ với nhau thì ít bao giờ mà chị hay nói da nó xạo đúng không? Bồ của em mượn tiền của chị đã 3 năm nay rồi chưa có trả. Đó. Ngày hôm nay chị săn lùng được nó, chị mới bắt nó lại đây để trả tiền cho chị. Đó. Mà bây giờ nó cãi nó là nó không mượn. Một người đàn ông gian dối như vậy em nên suy nghĩ lại cái cách yêu thương của nó đối với mình nha. Mình quen nhau mấy năm rồi? Ba năm là lúc nào mượn nợ của chị đó em. Lúc mượn nợ của chị là nó đừng tin, đừng tin. Em nên tin những người nào mà kiểu như là họ lịch sự, văn hóa và đặc biệt là họ mà kiểu như là thân hình. Ok. Chứ em đừng tin bao giờ tin những người như thế này. Ê. Từng bao giờ tin. Này. Tới đây rồi chị không nhịn nữa. Em qua đây, Ê mày. Sao? Mày mượn tiền tao. Sao? Rồi mày nói tao mập giống như não, tao bị bít mỡ trên đầu, tao làm như tao không biết gì mày. Sai luôn. Ha, tao cho mượn tiền. Ê mày. Hút nó cho tao, hút nó được. Từ. Làm gì á? Ủa mắc cười à, quánh mà cũng được từ nữa hả mày? Rồi, cảm ơn các bạn. Phương án C, các phản ứng nào đây? C là cầu xin chủ nợ hoãn nợ giúp em. Chị ơi, em nghèo lắm chị ơi. Chị cho em hoãn nợ à, được không chị ơi? Để ta suy nghĩ lại. Anh đứng lên đi. Em sẽ trả tiền cho anh và em sẽ không quan tâm quá khứ của anh. Và bây giờ xin mời cả hai đứng quay lưng lại với nhau. Rồi hai bạn hãy trả lời đi ạ. Chọn A, B hay C? Mong là hai bạn sẽ trả lời giống nhau để mình giữ được 1 triệu. Và đáp án đã được gửi đi. Kết quả là khác nhau. Bạn Huyền Châu thì chọn là phương án C, còn Tuấn thì lại chọn phương án A. Tại sao Tuấn chọn phương án A? Nếu mà em gặp vào trường hợp đó thì cách tốt nhất là nên nói cho người yêu mình biết. Không muốn giấu giếm dù đó là chuyện quá khứ. Còn với Châu tại sao em đoán là bạn Tuấn sẽ làm theo phương án C? Nếu như em gặp trường hợp này thì em thấy người yêu của mình như vậy thì họ không cần nói, em thật sự thương họ, em sẽ tự chủ động và trả tiền cho họ và không cần họ phải nói cho em. Ngay sau đây sẽ là nội dung thử thách thứ hai, xin mời. Bạn nữ thích bạn nam bế qua mức xà nào nhất? Chà, này cưng nè. Mức xà nào đây khi chúng ta đã sẵn sàng với thanh ngang ở phía trước mặt? Bây giờ sẽ là phương án A. A, 1m2. Đó chính là mức mà chúng ta đang chứng kiến luôn. Rất là cao ha. Chắc là tôi tin là Tuấn sẽ làm được. Xin mời. Hey. 1m2 này. Ồ, thấy chưa? Cái 1 à. 5 lần nè. Đó, được lần rồi. Đã 2 lần nè. Ráng lên. Đẹp. Thích ha. Mấy khi được trai bồng đi qua lại vậy đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Và bây giờ sẽ là phương án B. Khi chúng ta thấy mức xà đã hạ thấp xuống rồi, nhưng cụ thể chính xác là với độ cao bao nhiêu đây? Xin mời. B. 1m. 1, 2, 3. Chà. Ôm chắc nhá. 3 lần nha, 3 vòng. Đấy, 1 vòng rồi. Giỏi. Tuyệt vời. Nào, đi lại. Đi lại nào. Đấy. Ui. Giỏi.
kéo, nó kéo, nó kéo, nó kéo. Cố lên. Cảm ơn các người đẹp ở vị trí ngôi sao tình yêu cũng đang cổ vũ cho bạn Tuấn. Giỏi lắm, giỏi yeah. Và lần này hình như bạn ấy thấm mệt rồi đây. Em ổn chương trình ạ. Như vậy là chúng ta sẵn sàng với phương án C nha. Mà chúng ta đã thấy được mức xà đã hạ thấp hơn nhiều rồi. C. Độ cao bao nhiêu đây? 60cm. Chỉ có 60cm thôi. Căng à. Căng nè, bạn quỳ cũng được, quỳ quỳ xuống. Ngồi. Ừ. Giỏi quá. Đúng rồi, mình lên từ từ qua, lên từ từ qua, lên từ từ qua, đúng rồi. Quan trọng là khúc đứng lên nè. Ngồi im, ngồi im, ngồi im, ngồi im. Quan trọng là đứng lên nè. Mình nhích cái mông lên tí nữa đi cho an toàn. Giỏi. À, rất tốt. Dễ thương ha. Chúc mừng các bạn. Bây giờ hai bạn đứng quay lưng lại với nhau à. Đó có nghĩa là bạn Châu phải đoán được là bạn Tuấn sẽ thích bế ở mức xà nào hơn. Mức em xà nào không... chứng tỏ độ nam tính của mình nè. Dạ. Còn không biết là cái mức xà nào thì mình không biết thiệt. Câu trả lời đã được gửi đi. Và bây giờ sẽ là kết quả. Giống nhau. Wow. Đều là 1m2 phương án A. Chúc mừng các bạn. Một cảm ơn điều em. Điều nguyên. À, chắc chắn là một cái phương án A 1m2 nó dễ cho mình đúng không Tuấn? Dạ đúng rồi ạ. Và em cảm thấy là 1m2 có vẻ là hợp với mình hơn. Ừ. Còn với Châu thì sao nào? Tại sao em đoán được? Dạ tại vì em không muốn người yêu của mình phải cực quá cực về mình. À quá mệt đúng không? Dạ. Hơi hơi vừa vừa là được rồi. Bây giờ sẽ là nội dung thử thách thứ 3. Xin mời. Đang đánh đàn thì phát hiện người yêu ngủ quên. Bạn nam sẽ phản ứng như thế nào? Dạ lãng mạn lắm nha. Ừ. Xin mời tình huống phương án A là gì đấy? Gọi người yêu dậy nghe hết bài hát. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn lên từng ngày. Em dậy đi, anh đang đánh đàn hát cho em à, sao em lại ngủ? Em xin lỗi. Không sao, nghe tiếp nha. Tới đâu rồi nhỉ? À, cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Và bây giờ sẽ là phương án B. B là gì đây? Kệ, cứ hát tiếp. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn lên từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Tuyệt vời, hay quá. Và bây giờ sẽ là phương án C. C là gì đây? Không hát nữa và nằm ngủ cùng. Thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn lên từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Yeah.
Dễ thương. Và bây giờ hãy trả lời và lựa chọn đi. Đâu mới là cái cách giải quyết nó lãng mạn, nó dễ thương nhất? Câu trả lời đã được gửi đi rồi. Và bây giờ sẽ là phần tiết lộ. Công khai ra xem các bạn có giống nhau với phần lựa chọn ở thử thách này hay không. A, B hay C đây? Kết quả là giống nhau. Tuyệt vời. Hay mà. Đó, hai bạn cùng chọn B là bạn nam sẽ kể cửa hàng tiếp thôi. Dạ. Tại sao bạn đoán được vậy cháu? Mình bắt đầu hiểu nhau rồi đúng không? Tại vì em nghĩ bạn Tuấn là người rất là ấm áp. Còn Tuấn? Em nghĩ là người yêu em thích nghe hát, thích nghe đàn. Và mỗi khi ngủ thì tưởng tượng cô ấy muốn được nghe tiếng đàn để ngủ. Thì em nên chọn câu B. Rồi, chúc mừng các bạn. 1 triệu nữa đã được giữ nguyên. Trải qua 3 vòng thử thách, chúng ta đã có được 2 triệu đồng trong tài khoản rồi. Nhưng việc sử dụng hay không là tùy thuộc vào quyết định cuối cùng ngày hôm nay. Các bạn có muốn hẹn hò với nhau hay không? Bây giờ, trước tiên chúng ta hãy lắng nghe lời tư vấn của khán giả. Xin mời mọi người hãy tư vấn cho đôi trẻ biết được rằng là họ có nên hẹn hò với nhau hay không. Đồng ý thì trả lời có. Còn các bạn cảm thấy là hai bạn này nên dừng lại ở tình bạn thôi thì trả lời là không. Tỷ lệ phần trăm để tham khảo như sau. Mọi người đánh giá rằng các bạn 85% hợp nhau luôn. Wow. Nhưng mà bây giờ là các bạn có muốn hẹn hò với nhau hay không? Hay là muốn sở hữu tiền thưởng? Xin mời hai bạn đứng xoay lưng lại với nhau. Và bây giờ sẽ là kết quả cuối cùng. Ngôi sao tình yêu, hãy cho tôi biết được rằng cả hai có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Là có, đồng ý hẹn hò. Tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn, như vậy cả hai cùng trả lời có. Thì đương nhiên 2 triệu đồng tiền thưởng đã tan biến. Nhưng quan trọng hơn hết, chúng ta đã vượt qua các thử thách cùng với nhau một cách rất là ngẫu nhiên. Bởi vì đúng với luật chơi thì cái người cuối cùng mà trải qua quá nhiều cuộc tìm hiểu của nam chính thì được nghiễm nhiên bước xuống đây, gặp rất nhiều áp lực về tâm lý. Nhưng mà cô ấy đã cố gắng vượt qua cùng với người mình đang muốn chinh phục. Chúc mừng hai bạn, bạn Tuấn và bạn Châu nè. Bây giờ cảm xúc như thế nào Tuấn? Cho nhau cơ hội tìm hiểu. Mình sẽ là những người bạn của nhau. Sau khi hết chương trình này, hẹn đi uống trà sữa nhé. Mà mất 2 triệu rồi. Còn với Châu thấy sao nè? Nếu mà trong chương trình này em không có nhiều thời gian tìm hiểu Tuấn thì em sẽ dành cái khoảng thời gian sau chương trình để tìm hiểu Tuấn nhiều hơn. Cảm ơn hai bạn, rất đáng yêu. Nào, nắm tay nhau. Và chúng ta cũng không quên cảm ơn 4 cô gái xinh đẹp đang đứng ở trên 4 cách sau kia nè. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn các người đẹp, cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn tuần sau chúng ta sẽ được gặp lại với chương trình Ngôi sao tình yêu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.